Chào mọi người, đây là Mẫn, em đang tìm mồi để câu cá này. Đâu có thử vai con gì à, con này câu cá này nghe tùng bỏ vô. Đấy, con này. Con này cá nha. Mình cứ Chút bỏ con cho xem. nha. Đâu thấy thôi. Tùng thấy không? Đã này Tùng. Đưa đây thử. Đào lên phía trên rồi đi. Cá với ốc ở dưới cuối thiệt nhiều nè mọi người, đó tới đó, qua rồi. Giờ thằng em đang chạy cần nữa, làm cần câu. Đây là ốc cá này mọi người, đó ốc cá, ốc đá này. Đây này, vai này, vai vai vai, đấy, đi đây đi đây, theo dưới, đây này đây nữa này, đây này, mồi này. Đấy. Thấy không? Ốc ốc con này mọi người. Đây là ở bên trong đây là có cái con sâu. Sau đây anh em mình bắt được câu cá. Đó. Đường vai như này nhá. Lầm ốc em. Đây bây giờ mình sẽ lầm ốc. Lầm mấy con to. Ốc đá này. Đá là ốc đấm nghe. Đấm cũng. Lầm mấy con to nhất tiêu từ từ nhé. Đọc hết. Lồng con đẹp lồng này. Nó to không nhau. Phải dựa cho em chưa tàu này. Anh chưa đợi từ nó cá các em rồi. Coi cái lưỡi đâu có mồi đâu mà. Chơi mồi, đi mồi. Kỳ đến xa ca. Quyết dân cọc đẹp.
điều ấy cương à, ấy cương à. Đủ một con cá. Cá rất là to. À, to ha. To. Chị. Con này rất là to. À. Giờ mình đang tân đi chặt cối các bạn. Đấy, giờ mấy anh em mình nhóm lửa chuẩn bị nướng số cua và cá mà mấy anh em mình bắt được. Rồi. Để bỏ vô luôn, bỏ viên con vô luôn. Tăng nha. Lại lấy. Rồi. Rồi. Lịch lên. Rửa cho sạch, bỏ vô. Nắp bột. Hụt đạc thôi. Cho nước mắm vô. Vài bỏ nước mắm vô luôn. Bỏ vô luôn, bỏ vô ít thau. À, bỏ ít thau. Ít thau. Chấm chấm mặn. Bỏ đi vào. Cái thau chấm mặn ăn không nổi. Mình thôi, mình nó cũng đưa nằm xuống, đưa nằm xuống, đưa nằm xuống, đưa nằm xuống, đưa nằm xuống. Như dừng lại. Rạ bỏ. Đồ có cái. Nè nè nè, con, nè con. Bụi. Nè. Nè bụi. Nó. Đấy, cua đấy, cua cá. Nè, ra này, sao thứ. Wow, đẹp chứ. Nó lựa nó mình nhầm. Hết rồi. Ăn đi. Vậy ở bảy cái tàu. Vậy cho vài cái tam nói. Vậy không? Tàu không? Chắc cái ai không bỏ cái rừng. Cái rừng thôi. Lên nha. Qua đồ rất là ngọt nha. Đặc hả? Ngâm thở. Không còn chấp, không chấp. Không đi là tết á. Thì ra cho vài với. Ở vậy không? Sa kỳ và ngại ngùng. Bạn, em không chả biết. Không không? Ngâm. Còn cái gì nhảm rồi nè. Ờ đâu cái gì. Mở mặt ra. Sao dùm hơi kia. Ăn đi nhờ. Ờ không. Chợ riêng đặc mơ. Ôi không. Đó mặn hay lỏ, tổng yếu mặn hay lỏ. Nhưng mà. Đây mà. Bên đó là à? Bên đó là. Đây mà, lươn đó. Bên lươn này, bèo. Nhưng bị bèo, bèo nằm với cha bông ngọt, bèo. Ăn ngay. Trời ơi. Nhạc thương ở trên đó. Giờ mấy anh em tụi mình đi về nè mọi người. Sớm giờ đi đi là dọc theo bờ suối đi câu. Giờ là theo đường mòn ở trên núi giờ. À. Giờ đi. Chút nữa mà gặp cái gì mà nó hay hay mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem. Có cái thị rụng rất là thơm. Wow, thị rụng nhiều quá không? Đây này, quay. Đây là đường ống nước sạch nè mọi người. Đường ống này bắt lúc ở trên kia nè. Bắt ở trên suối á. Lấy nước từ nước suối. Giờ... cho dân sinh hoạt. Đường ống rất là dài. Lấy từ trên núi tới chỗ cái thị nữa. Rất là thơm.
Ôi, thấy rụng. Thấy rụng đầy hết á. Trái thì thơm. Thơm. Thơm mùi thị. Đây. Cái thị đây. Wow, rất là cao. Thơm ấy. Wow. Mấy nay mình ra khơi rước rồi nè mọi người. Giờ mình cũng tạm dừng clip tại đây. Mọi người nhớ xem clip ủng hộ mới ủng hộ cho mình. Phần cánh rải.